bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong những chương trình kỳ trước, những đầu bếp đã hướng dẫn và giới thiệu đến quý vị rất nhiều những món ăn ngon, dễ làm và làm phong phú bữa ăn gia đình của quý vị và các bạn. Và không biết trong ngày hôm nay, anh Huy có món nào đặc biệt giới thiệu đến quý vị và các bạn hay không? Chứ em biết đây là rau gì không? Trời ơi, dễ ẹt, ai mà không biết. Đã là người nội trợ thì phải biết chứ. Ở trong siêu thị cũng như là ở chợ, người ta bán rất là nhiều rau mầm. Ủa? Mà đừng có nói với Ngọc Hương là làm món gỏi rau mầm nha. Đúng rồi, đây là rau mầm. Loại rau có rất nhiều chất dinh dưỡng và chất sắt và rất bổ máu, và cũng là nguyên liệu chính cho món gỏi mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là món gỏi rau mầm tôm thịt. Các nguyên liệu gồm có rau mầm, tôm, thịt, hành tím, rau răm và các gia vị khác gồm có đường, hạt nêm, aji ngon, tỏi bầm, ớt bầm. Và còn có cả bánh phồng tôm nữa nè. Đúng rồi, bánh phồng tôm ăn với gỏi rau mầm thì thật là tuyệt. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chế biến món gỏi rau mầm tôm thịt nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ luộc thịt. Các bạn chú ý là khi mua thịt chúng ta lựa thịt ba chỉ hoặc thịt đùi, thịt nhiều, da mỏng và mỡ ít. Chúng ta sẽ luộc thịt trong nước lạnh. Khi luộc thịt thì chúng ta có thể dùng hai củ hành tím đập dập cho vào nồi nước. Nêm một ít hạt nêm aji ngon. Đúng mà anh Huy ơi, mình cho hành tím với lại hạt nêm để luộc thịt chi vậy anh? Để thịt thấm gia vị và thơm, khi vớt ra thì có vị ngọt, đậm đà. Thêm một bí quyết nữa đây. Tranh thủ lúc luộc thịt thì chúng ta sẽ chiên bánh phồng tôm. Cho em chiên với, em thích chiên bánh phồng tôm lắm. Đó, chiên ở nhiệt độ này thì vừa rồi, bánh phồng tôm sẽ nổi lên và không bị khét. Bánh phồng tôm nhanh chín thiệt á anh Huy. Lẹ không? Rất mới... là đẹp phải không? Đúng rồi, mới bỏ vô mà nó chín hết trơn rồi. Rồi, cảm ơn em. Ý, anh Huy ơi, em nghe mùi thịt thơm rồi đó, chín chưa anh? Thịt chín rồi đó, bây giờ em giúp anh gấp ra cho vô tô nước lạnh nha. Ủa mà sao phải cho vô tô nước lạnh vậy? Để cho thịt giòn và không bị khô, khi chúng ta cắt thì sẽ không bị nát. Lại thêm một bí quyết nữa. Chúng ta sẽ sử dụng nước luộc thịt để luộc tôm khoảng 2 đến 3 phút vừa chín tới thì vớt ra cho vô tô nước lạnh. Các bạn nhớ nhé, luộc thịt trong nước lạnh, luộc tôm trong nước sôi và sau đó vớt ra cho ngay vào tô nước lạnh. Như vậy thịt và tôm sẽ ngon hơn. Lúc này chúng ta sẽ vớt thịt ra. Đây, chúng ta sẽ cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ để trộn gỏi. Anh Huy ơi, tôm như vậy là được chưa anh? Em vớt ra nha. Được rồi, em tắt lửa đi, rồi vớt ra cho vô tô nước lạnh giùm anh. Tranh thủ lúc này thì chúng ta sẽ sắc rau răm ra nhuyễn. Đây, sắc nhuyễn như thế này. Ớt, chúng ta sẽ sắc sợi. Tôm xong luôn rồi nè anh Huy. Rồi, tôm xong. Chúng ta sẽ lột tôm, bỏ đầu, bỏ vỏ. Chúng ta sẽ cắt đôi tôm ra. Mà anh Huy ơi, Ngọc Hương được biết đó là nước trộn gỏi là một cái yếu tố rất là quan trọng và quyết định xem là gỏi có ngon hay là không ngon, phải không anh? Đúng rồi, nếu các nguyên liệu chính chúng ta làm rất ngon nhưng mà nước trộn gỏi lạt quá, chua quá hay là ngọt quá thì món ăn sẽ mất phần hấp dẫn và không ngon đâu. Em biết rồi. Chính vì vậy mà hôm nay tôi sẽ bật mí cho quý vị và các bạn một công thức pha nước trộn gỏi rau mầm thật là ngon. Chúng ta chỉ cần dùng 5 muỗng giấm Lisa, 4 muỗng rưỡi đường và 4 muỗng nước mắm. Chúng ta sẽ quậy đều cho tan đường trong nước mắm và giấm. Chúng ta sẽ cho thêm một ít ớt và tỏi bầm vô phần nước trộn và quậy đều cho nước trộn tan ra. Rồi bây giờ tới mục trộn gỏi. Chúng ta chỉ cần trộn đều hỗn hợp rau mầm, tôm và thịt với nước trộn vừa mới pha. Chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp tôm, thịt, rau mầm với nước gỏi đã trộn xong. Rồi đảo đều lên. Các bạn nhớ là đảo nhẹ tay thôi nha, vì nếu mà đảo mạnh quá thì tôm và thịt sẽ bị nát đó. Và trộn thật là nhanh, vì chúng ta trộn lâu thì gỏi rau mầm sẽ không còn giòn đâu. Đó, bây giờ là xong rồi, chúng ta có thể ra dĩa được rồi.
chúng ta sẽ cho phần gỏi rau mầm ở giữa và trang trí xung quanh là thịt và tôm luộc như thế này. Vậy là có thể hoàn tất rồi. Để cho món gỏi này thêm phần đẹp và hấp dẫn, chúng ta có thể dùng cà chua bi để trang trí thêm ở trên mặt. Chúng ta sẽ chẻ cà chua ra làm tư và xếp đều lên phía trên, như thế thì sẽ đẹp hơn. Anh Huy ơi, xong rồi. Thằng Ngọc Hương nhìn ngon quá. Thằng Ngọc Hương ăn thử miếng nha. Rất sẵn sàng. Rồi, mời em. Nhìn hấp dẫn quá. Ngon quá anh Huy ơi. Gỏi rau mầm có vị chua ngọt vừa, rau mầm lại có vị hăng nhẹ, tôm thịt lại có vị ngọt nữa chứ. Đặc biệt nha, món này mà em ăn với bánh phồng tôm thì thật là ngon. Chúc quý vị và các bạn thành công với món gỏi rau mầm tôm thịt. Hãy trổ tài nội trợ của mình quý vị và các bạn nhé. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món thịt bò trộn rau muống chẻ. Xin chào.